Xin kính quý vị các bạn lời chào trân trọng. Đêm nay mưa rơi cho lòng anh thêm chơi vơi, nỗi nhớ miên man tràn về. Kỷ niệm bên em như giọt buồn không tên lên vào tim. Ngày tháng vội qua mang em yêu đi thật xa. Nơi đây anh vẫn ngồi gom bao yêu thương phải giấu. Bao đêm anh nhớ em, ước mong giấc mơ trở lại cho anh được hôn lên bờ môi em. Lòng nàng suốt tan bao giá băng, sẽ qua tháng năm đợi chờ. Yêu thương này không bao giờ phôi phai. Nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. Ngày em đi trong lòng anh đau, quên thời gian kia rất phai màu. I want nobody, 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 nobody. Người yêu hãy bên nhau nơi đây xa như xa xăm nhìn chung. Chắc trao nhưng sao ta mãi không trao cho nhau một lời. Dần hàn vu vơ cũng chỉ cho nhau muôn phiền, để trái tim ta đôi khi như vỡ nát. Yêu em sao em nhớ em, sao em vẫn lo trở lại. Ngày em chỉ trong sớm hôn lên sớm. Các chàng trai của chúng ta, các bạn đến rất gần với các vị huấn luyện viên, là các bạn mong muốn là thuyết phục huấn luyện viên nào đấy ạ? Muốn vào đội huấn luyện viên nào ạ? Nếu mà đi thi giọng hát Việt. Lê Minh. Lê Minh thì Lê Minh rất là thích đội của Thu Minh. Không phải, bởi vì thực ra thì những giọng hát của tất cả các đội đều có chất riêng rất hay. Có thể hôm nay là những mỗi người thì đều có một phong cách riêng. Giống như hôm nay thì MTV đều rất yêu thích bài Thu Cạn của Trúc Nhân. Mỗi đêm thì sẽ có những bây giờ nói thoải mái bởi vì không ảnh hưởng đến kết quả nữa rồi. Còn Kim Vương chắc chắn là muốn vào đội của huấn luyện viên Đàm Minh Hưng rồi đúng không ạ? Nếu có cơ hội. Anh đừng có cho em cơ hội không? Em sẽ tỏa sáng nữa. Thế bây giờ Lê Minh thân mến, MTV thì rất là thân thiết với cả năm dòng kẻ rồi. Bây giờ hỏi Lê Minh một câu hơi khó khó một chút xíu này. Chứ nếu mà bà xã của Lê Minh mà muốn đi thi giọng hát Việt thì không biết là bạn nghĩ sao?
À, lúc đó thì Lê Minh sẽ bế con ở dưới ủng hộ đây. Bế con ở dưới ủng hộ à. Và tôi hy vọng rằng là con của bạn thì sẽ có gen nghệ thuật giống